Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Meta Slum của VNG. Và anh em thấy có cái gì lạ không? Đó là mình đang để hiển thị nhân vật đó chính là Lina với khẩu 6 nòng. Tại sao lại là hình ảnh này? Thì tất nhiên là nó sẽ phải liên quan đến Lina và nó sẽ phải liên quan đến khẩu 6 nòng trong cái clip này rồi anh em. Một cái clip mà thế nào nhỉ? Mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây mà thôi. Nói về Lina và nói về 6 đồng thì chắc là anh em không lạ lẫm gì với combo khủng khiếp như thế này nữa rồi, đúng không? Lina là một trong những võ sĩ cần cái tốc, cần cầm những cái khẩu súng có số lượng đạn nhiều để kết hợp để nó bo nút ra được cái khả năng cá nóc của Lina. Cùng với đó là cái gì nhở? Hai nữa là 6 đồng thì nó lại over hợp với Lina khi mà tốc độ bắn nhanh này, nhiều đạn này, kết hợp với nội tại của skill của Lina thì nó rất là tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn hơn nữa. Nhờ rất tiếc là con ác này của mình nó đang chưa có 6 nòng huyền thoại mà nó chỉ có khẩu 6 nòng sử thi mà thôi. Anh em hình dung là khẩu 6 nòng thế nào nhỉ anh em? Tất cả như khẩu 6 nòng đều như nhau hay sao anh em? Để mình xem qua lại một chút về kỹ năng. Hai giây không tốn đạn. À khác nhau đây anh em, như khẩu 6 nòng khác nhau ấy. Như khẩu 6 nòng về kỹ năng đâu mình thử xem khẩu 6 nòng gắt tinh ăn, khẩu 6 nòng huyền thoại xem khi mà nâng sao nó khác nhau hay không nhá. Mình xem qua một chút đã anh em, xong rồi mình sẽ nói về vấn đề là clip này nói về gì. Đâu nhỉ? Đây, khẩu sniper. Mình sẽ đọc qua một chút về khẩu này nhé anh em nhé. Khẩu này lên 2 sao này. Khi trở lại ra trận sẽ vào thẳng tốc độ bắn mức độ 2. Cứ 10 giây tối đa kích hoạt một lần vào cái lên mức độ 2 luôn. Cái này là khi đạt tốc độ tối đa trong ngay sẽ không tốn đạn 16 giây, ở level 5 sẽ không kích hoạt này. Như khẩu huyền thoại Sky Ripper này nó có kích hoạt hay không? Ở đây lại không thể xem được khi tăng cấp nó lên thì nó sẽ có những cái chỉ số gì nha nhỉ. Nhưng mà chúng ta hình dung được đó là khi bắn này anh em, cấp độ 2 này bắt đầu lên nhiều đạn anh em hình dung không? Cấp độ 2 cũng lên nhiều đạn giống như bên kia nhá anh em nhá. Đó là khẩu Spy Ripper huyền thoại này anh em nhá. Thật sự các bạn là mình như mình đã chia sẻ rất nhiều clip trước, mình là người thích nhân vật Lina và mình cũng ước mơ có một khẩu 6 nòng để cho Lina dùng để có thể đi tham gia các hoạt động các thứ. Lina là nhân vật rất đa dạng, giúp anh em có thể vừa đi PvP được, PvE được, hoạt động các kiểu. Nó đều rất ok với nhân vật Lina anh em nhá. Vừa cũng nước nò quá. Rồi, vào thẳng vấn đề chính đi, đúng không? Không phải ngẫu nhiên mình để Lina ở đây. Và tất nhiên là nó phải có cái lý do của nó, đúng không? Thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn một clip đến từ anh thanh niên của server Trung Quốc. Đây, clip mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là khẩu 6 nòng thần thoại nhỉ? Khẩu kia huyền thoại, đây gọi thần thoại, khẩu ánh sáng thần thoại 6 nòng. Khẩu này có tên là khẩu ở bên China nó gọi là khẩu destroy anh em ạ, khẩu hủy diệt, khẩu destroy ấy. Ở bên giữa khẩu bazooka, khẩu đại bác của Star Slay ấy, gọi là Star Slay ấy, khẩu bazooka kìa, thì khẩu này gọi là khẩu destroy cái gì ạ, mình không nhớ là gì, nhưng mà nó nôm na là khẩu hủy diệt anh em ạ, khẩu hủy diệt. Và đây là clip mình muốn giới thiệu với các bạn về khẩu hủy diệt này anh em. Đây anh em có thể xem qua về gì nhở, về cách khẩu này nó hoạt động như nào anh em nhé. Đấy, anh em có thể xem. Đấy anh em nhìn đâu, đấy lên tốc bắn này, lên tốc bắn y hệt như khẩu kia nhá. Đấy, đầu tiên tốc bắn cấp 1 anh em nhìn đâu, cũng bắn nhát một nhá, vào cái nó không lên luôn đâu. Khi lên cấp thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tăng tốc này, tăng tốc độ bắn này. Đấy, bắt đầu xả ra 3-4 lường đạn này anh em nhìn đâu, chắc chắn là nó sẽ có lường đạn phụ. Đây là khẩu siêu hot ở bên server bên Trung Quốc anh em nhá. Đấy anh em nhìn đâu, nó là những cái đường bắn phụ, anh em nhìn những cái đường tím xanh này, có cả những đường tím đỏ đây anh em. Đấy anh em nhìn một đường đỏ đi phụ không? Đấy là đây có lẽ là đường phụ của khẩu này, khi mà các bạn tăng sao lên thì nó sẽ, mình nghĩ khi tăng sao lên nó sẽ có, hoặc là nó sẽ gây một cái hiệu ứng gì đó anh em nhá. Một sao anh em nhìn thấy, hai sao thì nó tăng lên cái gì đó anh em. Một sao nó đã có đường phụ rồi anh em, ba sao tăng hiệu ứng 8% cái gì đó. Anh em nhìn đâu, đây là 3 sao này, hiệu ứng của 3 sao, 4 sao thì nó sẽ không tăng cái gì cả. Và đây là 5 sao, anh em có thể nhìn thấy
5 sao. Và bây giờ thì test cái khẩu. Đây là clip test khẩu 6 nòng ở trong khẩu Deathjoy này. Mình sẽ gọi nó khẩu Deathjoy anh em nhé. Trong chế độ thần đèn anh em. Khẩu Deathjoy trong thần đèn. Đây anh em phải xem qua. Lượng sát thương khổng lồ và khủng bố của nó như nào. Các bạn nhìn thấy này, dùng hai nhân vật vật phụ gây lượng sát thương. Đầu tiên đó là lửa này. Tiếp theo là dùng nhân vật để gây trọng yếu. Và bắt đầu dùng Lina để phá giáp. Tại sao lại phải đứng ở ra góc màn hình này thì anh em hiểu là Lina nó sẽ phụ thuộc vào tầm xa nha anh em nhé. Nó phụ thuộc vào sát thương tầm xa. Cho nên đứng càng xa thì cái sát thương của Lina nó càng to. Đó là lý do tại sao các bạn nhìn thấy Lina đứng sát góc màn hình bên tay trái nha anh em nhé. Nó lại kết hợp với triệu hồi của con gì nhở? Nó lại kết hợp với cái nội tại triệu hồi của cái con nhân vật mới. Con nhân vật này hình như mình nói nó tên là gì nhở? Mình nhớ ở trong clip nào đó mình nói nó tên là cái gì? Không phải chơi vồ mà nó tên là cái gì nhỉ? Nhưng mà nó lạng dại như kiểu là nó triệu hồi ra con chim ưng kìa nhỉ. Nó triệu hồi ra con chim ưng với con sói ấy. Thì Lina nó có một cái nội tại đó là nó sẽ tăng sát thương của vật triệu hồi anh em hiểu không? Nó có một cái nội tại con Lina, anh em đọc lại cái nội tại Lina dạng như kiểu là giúp cho vật triệu hồi tăng sát thương các kiểu. Nó liên quan đến con Lina, đó lý do tại sao mà cái con nhân vật kia nó rất hợp với con Lina nhá anh em nhá. Đây chúng ta cùng xem lượng sát thương này, anh em thấy không? Lượng sát thương Lina này, tốc độ bắn càng ngày càng căng này, anh em nhìn thấy kinh khủng không? Bắn suy yếu kinh khủng không? Lượng sát thương anh em nhìn nôm na bây giờ đã là 58 triệu. Chúng ta nhìn xem. Bắn dã man này. Kinh nhỏ, khẩu Deathjoy này, kinh khủng tẩu anh em. Đó. Hết hiệu ứng dị thường anh em, gây nên hiệu ứng dị thường. Anh em nhìn ở dưới đây, dưới rất nhiều bút nhá. Anh em có thể nhìn ở bên dưới màn hình rất nhiều bút này. Đúng không? Anh em nhìn thoáng qua anh em biết là nhân vật đang sử dụng những cái lõi như thế nào đúng không? Những cái lõi cơ bản, những cái lõi mà tăng tấn công cho toàn đội này, rồi vào cái tăng tấn công cho vòng bao nhiêu giây này, anh em hình dung rồi. Những cái bộ lõi rất cơ bản của lõi Dragon Suke, Noku, nói chung là cái lõi Dragon anh em. Cái này là của lõi Dragon, nhìn rất là cơ bản, classic thôi anh em nhìn đấy. Lượng sát thương khủng bố và khổng lồ đến từ vị trí của Lina. Đấy, sau này đây là hình mẫu của mình đấy, đúng không? Đây sẽ là hình mẫu của mình. Ngoài ra anh em còn để ý nữa, đó Lina có một cái bộ skin đẹp, nó phù hợp với súng vãi à anh em nhìn thấy skin của Lina như kiểu skin giả lập ấy nhở, nhìn như kiểu là trang phục giả lập ấy, nhìn nó ngầu nhỉ anh em nhỉ, mình không biết là nó gọi là gì nhưng mà nhìn nó giống giả lập vãi à. Đấy, đây là skin của thằng kia, nó gọi là con chim mừng với con người sói đánh. Lại đi với Tama nữa, Tama gọi ra cái con người máy này cũng liên quan đến nhá. Đó sau này anh em sẽ thấy là cái ba con này, những cái nhân vật mà có triệu hồi ấy, gọi nhân vật triệu hồi nó đi với Lina cực kỳ hợp luôn. Over hợp đấy anh em, đúng không? Anh em nhìn xem, đó, đứng góc màn hình, đứng góc trái màn hình và đam sát thương, một giây cuối cùng, ok, vậy là đam con thần đèn thành công, kết đam thành công và anh em nhìn xem, tổng sát thương là 240 triệu, tổng sát thương nó rơi là 241 triệu và riêng một mình Lina đam đã là, anh em nhìn đấy, riêng một mình Lina đam là 230 triệu 906.126 đam anh em, 2126 đam đúng không, kinh khủng, hơn 230 triệu đam, gần 231 triệu đam đến từ vị trí của Lina cho khẩu Deathjoy, khẩu Deathjoy súng ánh sáng Deathjoy. Đây là khẩu thứ hai sau khẩu Star Slay sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian tới anh em nhá, không cần xuất hiện khi nào ở Việt Nam thì mình không chắc đúng không. Đúng không? Nó sẽ xuất hiện là khi nào ở server Việt Nam mình không chắc, nhưng mà đây là một khẩu 6 nòng mà rất nhiều anh em mơ ước. Đúng không? Khẩu kia, cái khẩu Star Slay ấy thì nó hợp cho Scarlet. Nó hợp với Scarlet nhiều hơn anh em nhé. Nó ra khẩu này thì nó là over hợp dành cho Lina này, đúng không? Nói chung là súng thần thoại này, súng ánh sáng thần thoại, chúng ta gọi là súng ánh sáng này. Súng ánh sáng thần thoại này, nó phù hợp nhân vật này. Nó vẫn có những cái yếu tố để phù hợp với nhân vật. Ví dụ như ở thằng Chavo thì không thể cầm cái khẩu này được anh em. Chavo cầm khẩu này vào thì nó sẽ không phát huy được hết cái nội tại của Chavo, cũng như không phát huy được hết cái nội tại của súng. Cái khẩu Deathjoy này nó chỉ phù hợp với Lina thôi nha. Giống như khẩu Star Slay nó phù hợp với Scarlet nhiều hơn. Chính nhất cái khẩu Star Slay thì con nào cầm cũng được, nhưng cái khẩu 6 nòng này Lina nó phải cầm là chuẩn bài nhất anh em nhé. Đúng không? Khẩu Deathjoy này, khẩu hủy diệt này, kinh khủng lắm anh em, đúng không? Cứ hình dung đấy anh em nhìn. Cái lượng sát thương rồi tốc độ bắn rồi ra đường đạn các kiểu rất khủng khiếp đúng không? Test với đam thần đèn, cho anh em xem lại một clip hoàn chỉnh test đam thần đèn, mình sẽ không tạm dừng lại, không replay lại bất kỳ khoảnh khắc nào để anh em xem cái lượng sát thương khi mà Lina kích hoạt được ba suy yếu và
đến từ những cái lõi của nội tại, đến từ cái, những cái lõi của vũ khí nữa. Liệu sát thường đến từ con cá nóc nó dồn, và khi gọi ra đệ, hai con đệ, cả con chim của cái thằng nhân vật kia, chim của nhân vật kia, và sau này còn là con người máy của Tama nữa. Anh em nhìn dồn sướng nhờ, cảm giác mẹ đúng là mẹ sáu nòng bắn kinh thật, tốc độ bắn nhanh nhỉ. Khi chuyển nhân vật thì nó sẽ lên tốc độ bắn thứ hai ấy, xong lên tốc độ bắn mắc thì anh em nhìn thấy nó như xả cơn mưa đạn vào đối thủ, kinh nhỉ, không nhìn thấy đường đạn đâu anh em, dã man luôn. Thế này mà vào trong chế độ mê cung thì đúng là không nhìn thấy đường đạn đâu anh em, đúng không? Mê cung nó còn ích lên tốc độ lên nữa, không nhìn thấy đường đạn anh em, dã man đến từ vị trí của Lina, kinh khủng thật đúng không? Ngoài ra rất đẹp nữa. Đó có lẽ là mục tiêu của chúng ta sẽ hướng đến chắc. Đâu đó khẩu này cũng rơi tầm khoảng 50 củ giống khẩu Star Slay nha nhá. Khủng khiếp nha, 230 triệu đàn. Quá nuột đến dành cho vị trí của Lina rồi. Còn duy nuột hơn nữa với khẩu đó. Đó là ước mơ. Ước mơ của tất cả mọi người, không chỉ riêng bản thân mình đâu. Ai cũng có một ước mơ. Nhưng ước mơ sẽ thuộc về ai thì chúng ta không biết. Hồi máu quá nhỉ, lại tranh thủ vậy. Nhìn thấy mẹ cầm 6 nòng đi thế, tôi phải tranh thủ lại làm trận đi cầm Lina đi 6 nòng nữa. Cho bớt cơn thèm thuồng, nhìn nó cầm 6 nòng sướng không? Khẩu đép tròi sướng không? Mình cũng phải tranh thủ cầm 6 nòng đi cơ. Nào, sang Lina cầm 6 nòng ấy. Nào, 6 nòng mình hơi fake tí nha. À nhưng vẫn có bắn dội đi dội lại đây nha. 6 nòng, hơi fake tí thôi nha. Đấy, anh em nhìn không? 6 nòng thì nó có cái tốc độ bắn lên tốc độ 2 anh em. Đúng không? 6 nòng anh em nhìn thấy kích cá nóc lên nhanh nhỉ? 6 nòng cái mà kích cá nóc lên nhanh như mưa. Phần nhằng cái là lên 6 con cá nóc anh em. Bắn căn xa thì Lina lại có cái nội tại bắn xa nữa nhỉ? Cầm 6 nòng nhé, mình không cầm được. Mình cũng phải cầm 6 nòng cho bỏ tích. Phì. Nghĩ thôi đã thấy nó phì nhỉ. Xả đạn. Né. Đấy, 6 nòng xả xíu phết nhỉ. Đập. Chơi được 6 năm mà tôi chưa được. Cũng phải nhảy 2 bậc. Chẳng nhẽ tôi lại chết Lina 6 năm ở đây à? Không được, tôi quyết tâm cầm Lina 6 năm đi ạ. À. Không thay nhân vật anh em nhé. Hay lắm. Không thay nhân vật khác. Tôi quyết tâm cầm Lina 6 năm đi ạ. À. Trời ơi, máy qua vẫn qua không chết anh em. Quyết tâm cầm Lina 6 nòng đi cái ải này. Quyết tâm cầm Lina 6 nòng đi cái ải này anh em nhé. Nào vượt tiếp ải khó nào. Phẩy cảm giác phẩy này, nó phẩy hơn khẩu AK nhiều anh em ạ. Cầm 6 nòng mà nó cảm giác nó phẩy hơn khẩu AK nhiều. Xin lọ máu cũ ơi. Hứa thì cầm Lina đi ải lên. Thấy được không? Hứa thì cầm AK đi ải. 6 nòng nó té ra. Đầy khẩu mấy khẩu 6 nòng sử thí luôn đã như thế này nhỉ. 6 nòng huyền thoại xong bắt đầu lên khẩu đét choi, khẩu ánh sáng nữa, khủng khiếp như thế này. Lina phải bắn xa đấy anh em nhé, Lina anh em cứ cận chiến lại không ăn thua. Nhưng mà chúng ta quen một cái thói quen đấy đúng không? Là ít khi anh em đứng xa để tận dụng cái nội tại nó, là anh em còn đứng sát lại nó luôn. Đa số là vậy. Ây à, cái gì đấy? Số là vậy.
anh em nhé. Quyết tâm chỉ cầm Lina này. Quyết tâm chỉ cầm Lina đi ạ. Cho bớt cơn thèm thuồng. Khi mà nhìn mẹ mà thấy khẩu đét choi 6 năm khủng khiếp gì thế kìa. Cơn thèm thuồng nó trỗi dậy nhờ. Thôi được, chúng ta không dùng được súng xịn thì chúng ta dùng súng fake vậy. Anh em hiểu không? Không có súng xịn thì chúng ta dùng súng fake vậy. Được không? Nhưng mà thật sự nhìn nó ngầu vãi. Nhìn nó ngầu vãi nhờ. Nhìn nó phê vãi. Nhìn nó phê vãi ra. Nhìn nó phê vãi ra anh em ơi. Ước gì có súng nhè. Ước gì có súng 6 nòng để chơi. Đây chỉ là khẩu Pokutugan Gatling mà thôi. Có khẩu này thì ngon rồi. Có khẩu gì nhở anh em nhở. Khẩu Skyripper thì cũng ngon rồi anh em nhở. Tại sao nó không cho mình xem những cái thằng sao thứ lên để còn biết nhỉ, đúng không? Đấy, cái khẩu Spy Ripper này có lẽ là mình sẽ chuyển sang đấy á. Nhưng mà thôi, tạm thời để đã anh em. Dùng tạm vậy, có sao thì dùng vậy. Đây anh em nhé. Khẩu Raywing này cũng phù hợp với gì nhở, với Lina. Nhưng mà nó không hẳn là phù hợp hoàn toàn được. Nó chỉ hơi hợp hợp một tí thôi. Chứ cần chuẩn nhất vẫn là 6 nòng anh em nhé. Vẫn là 6 nòng xả skill để kích hoạt cá nóc. Đây đây này anh em này, Kin nói vừa nãy nói về cái kỹ năng của Kina, mình quên mất mình không nói cho các bạn biết về kỹ năng của nó đâu nhỉ. Đây này, đây này, triệu hồi một cơ giới vị trí chỉ định gây sát thương 5 lần tấn công, đồng thời làm nổ xung quanh gây sát thương bằng 40% tấn công, có nổ 8 lần sẽ triệu hồi cá nóc tinh anh. Sau khi thực hiện cái từa tấn công đạn vũ khí Lina này, nó có một cái Kin đâu nhỉ? Nó có một cái key liên quan đến vật triệu hồi. Đây này, khi Lina triệu hồi đơn vị ngẫu nhiên này, trong 8 giây sát thương vũ khí tăng 5% này, tối đa cộng dồn 4 tầng. Đó lý do tại sao mình nói các bạn là nó liên quan đến vật triệu hồi của Lina nhé. Sau khi triệu hồi cá nóc tinh anh trong 6 giây nhận 40% vật triệu hồi tăng sát thương này. Hiệu quả vật triệu hồi tăng sát thương của Lina sẽ được cường hóa thêm, cứ mỗi 5% được tính tầm xa tăng sát thương sẽ tăng 5% sát thương của vật triệu hồi. Nó còn một cái gì liên quan đến cái vật triệu hồi ở đâu mà mình nhớ mình đọc nó ở đâu ạ. Nói chung là con Lina này nó liên quan đến những cái vật triệu hồi của nó. Hình như là ở trang bị hay là cái gì ấy anh em. Mình không nhớ chính xác đâu nhưng mà chắc chắn là con Lina này nó có liên quan đến vật triệu hồi nhá anh em nhé. Nó có liên quan đến vật triệu hồi nhưng mà mình không nhớ rõ, nhưng mà nó có ảnh hưởng. Những cái vật triệu hồi, kể những triệu hồi của đồng đội ấy, nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến Lina ấy, anh em nhé. Đây ví dụ như Tama chẳng hạn. Đây ví dụ như nhân vật mình đang có là Tama chẳng hạn. Đây anh em. Đây Lê hồi đại ngân sát thương này. Sát thương Lê này, triệu hồi vũ khí gây ra sát thương bằng sau gây sát thương này, trạng thái tối đa tốc độ bắn này, khi cơ giới nó phải xoay trận tất cả hero trong phạm vi sẽ nhận vật triệu hồi tăng. Đây này anh em này, khi cơ giới nó xoay ra trận anh em này, anh em nhìn thấy không, khi cơ giới nó xoay ra trận tất cả hero trong phạm vi sẽ nhận vật triệu hồi tăng sát thương này. Nó có liên quan đấy anh em nhé. Đấy lượng khiên, đây là cái ném cờ lê quay lại. Nói chung là những cái nhân vật mà có triệu hồi nó sẽ liên quan đến nhau anh em nhé. Mình không nhớ, mình hẳn là trong kỹ năng này là có. Không biết là mình đọc nữa ở đâu rồi ạ. Chắc chắn là mình đọc nó ở đâu rồi. Mình đọc nó ở đâu liên quan đến cái vật triệu hồi của Lina. Lina triệu hồi càng nhiều, nghĩa là vật triệu hồi ở trên bản đồ càng nhiều thì sát thương của Lina nó càng tăng. Mình đọc ở đâu nhỉ? Mình nhớ mang máng là mình đọc cái đó ở đâu ạ. Mình đọc cái đó ở đâu?
cái sát thương này. Triệu hồi đơn vị ngẫu nhiên trong 8 giây gây sát thương đi tăng 5%. Nhưng mà có nha bạn, nó có ở đâu ạ? Mình không chưa tìm ra, tạm thời mình chưa tìm ra. Ok nhá. Hẹn gặp lại. Với cả nếu mà không như thế thì tại sao mà cái thằng nhân vật vừa rồi ấy, đúng không? Nếu mà không như thế thì tại sao cái thằng nhân vật vừa rồi nó lại chơi ba nhân vật này? Cả ba nhân vật này đều có triệu hồi nhá. Lina này, thằng kia là thằng gì nhỉ? Trước mình có ghi tên nó ở đây rồi mình quên mất tên của nó là gì. Tên của nó là Kutcher nhỉ? Tên của nó là Kutcher nhỉ? Kutcher theo Google dịch thôi chứ mình không biết chính xác của nó tên là gì nhá anh em nhá. Tên của nó Kutcher nhỉ? Theo Google dịch thôi. Tama này, Kutcher này. Lina này, cả ba nhân vật này đều có triệu hồi nhá. Lina triệu hồi cá nóc này, thằng này triệu hồi con đại bàng với cả con sói này. Thằng Kutcher ấy, còn con Tama thì triệu hồi người máy. Ba con nhân vật này đều có triệu hồi nhá. Hình như liên quan đến lõi hay liên quan đến cái gì, nói chung mình không nhớ, nhưng mà chắc chắn là nó có liên quan đến nhau chứ không phải ngẫu nhiên tự nhiên nó chơi một cái đội hình với ba con triệu hồi như vậy, đúng không anh em? Ok đi, clip này thì thế thôi, mình xin phép được tạm dừng lại đây rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. See you again, bye bye. Lita ăn mừng luôn.